Mình xin được mến chào quý cô bác chị và bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại trước khách sạn Sài Gòn Marine mọi người. Các bạn thấy dàn mô tô phân khối lớn rất là khủng, dàn đoàn tham gia cuộc đua sáng ngày hôm nay, trận đua thứ 6 tại thành phố Huế mọi người, vòng quanh cầu Tràng Tiền và cầu Phú Xuân. Và trước mặt quý cô bác chị và bạn đây là một chiếc xe mô tô rất là khủng luôn. Mình thấy ở đây là xe dẫn đoàn đây, và cuộc thi cũng sắp bắt đầu, sắp xuất phát rồi mọi người. Đây, phía trước đây là chiếc xe dẫn đoàn nằm ngay góc của cầu Tràng Tiền. Các bạn, chị và các bạn nhìn xem, đây là tất cả các xe đều khởi động rồi mọi người. Trong vòng khoảng tầm chưa đầy một phút nữa là cuộc thi dẫn thứ 6 sẽ bắt đầu. Xe thế này thì có giá trị rất là lớn mọi người. Rồi xuất phát rồi mọi người. Rồi xe dẫn đoàn đi. Đây đoàn xe đạp. Đây là đoàn đua phong trào mọi người. Đây là đoàn đua phong trào của thành phố Huế mọi người nhé. Sẽ đua một vòng. Đây đoàn đua đang đi qua đoạn cầu Tràng Tiền mọi người nhé. Tiền mọi người. Đang qua cầu Tràng Tiền mọi người, tốc độ rất là nhanh luôn. Đi qua vòng tiếp theo mọi người. Múc nhóm 2 mà, nhóm đầu lên rồi. Đấy, mình sáng hôm nay cập nhật cái giải đua xe đạp và cấp truyền hình Hồ Chí Minh lần thứ 35 mọi người. Đây là trận đua thứ 6 tại thành phố Huế mọi người nhé.
Và cái chặng đua này thì chạy qua hai chiếc cầu, đó là cầu Tràng Tiền và cầu Phú Xuân ở dưới kia. Đó, như vậy như này giờ là chúng ta được xem được khoảng 4 vòng đến 5 vòng rồi. Đây. Giờ mình tiếp tục cập nhật một vài cái hình ảnh ở phía trên không mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video.